Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel. Giỡn thôi, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái con game Pokemon Revolution Online phần 2 phần 2 ở vùng Johto nha các bạn. Và hiện tại trên người mình mới bắt đầu vùng 2 thôi, mình chưa có chiếc huy hiệu nào hết và bắt đầu hôm nay chúng ta sẽ đi đấu game. Hiện tại thì mình có một con Zubat cấp 2 cấp 16, có chỉ số attack lên tới 31, một con Mandrip con cù điện á các bạn, có chỉ số SPD 29, HP 29, nói chung là chỉ số của nó toàn hai mấy không à, nên mình bắt nó đại. Và một con Woodburr, con này là con hệ nước nhưng mà nó có thêm một cái chiêu gọi là chiêu hệ đất. Thì con này rất là sợ hệ cỏ nha các bạn. Con này rất là sợ hệ cỏ nhưng mà được cái nó hệ nước nên nó chống chịu được hệ điện nhờ cái chiêu đất của nó. Nên nó có chỉ số SPD lên tới 31 nên mình sẽ giữ lại. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu thôi ha. Bây giờ mình sẽ vào game để đánh thôi, không linh tinh liên thuyên nữa, vào game quốc thôi các bạn. Rồi chúng ta sẽ tiến vào game. Game này là game hệ fly các bạn, game hệ chim, cho nên nếu mà các bạn có con Pokemon nào hệ có Pokemon nào hệ điện các bạn, sẽ là một cái lợi thế rất là lớn cho mình. Sóc nó đánh mình, nó bị cái chiêu Paradis rồi các bạn, nó bị tê liệt, nó bị tê liệt à, cù mình giật chết ha. Con này thì dễ. Con tiếp theo là con ác điểu các bạn. Con ác điểu này thì cũng cũng là hệ fly luôn, dễ tấn công thôi. Ồn ào khó chịu. Tiếp theo là con chim nữa. Ôi mẹ ơi chết ngắt. Mình còn một con dơi và một con nước. Giờ xài con nước trước đi ha. Mình sẽ xài chiêu chiêu sết đi. Hên quá chưa chết các bạn. Chết mẹ rồi. Không sao, nó đang bị tê liệt, mình cũng đang chiếm một cái lợi thế rất là lớn. Tại vì nó đang bị tê liệt, giờ mình sẽ đánh đánh đại các bạn. Nó đang bị tê liệt cho nên khả năng mình đánh nó cấu rỉa nó cao. Má nó đam ghê thiệt. Nó chỉ là hệ chim thôi đó các bạn. Rồi chiến thắng các bạn. Game đầu tiên khá là đơn giản. Game đầu tiên là game hệ chim, cho nên các bạn chỉ cần kiếm được một con hệ lửa hoặc là hệ hệ điện thì các bạn đánh thắng rồi. Mình được 1000 mấy với một cái huy hiệu, đó là huy hiệu Shellfish, Shellfish Pet. Rồi bây giờ mình sẽ về trung tâm Pokemon để hồi máu cho mấy con Pokemon cực kỳ dễ thương và xinh đẹp của mình. Khi mà các bạn có chiếc xe đạp rồi thì mới qua mấy vùng khác thì mình nghĩ đi dẹp. Chúng ta sẽ đi nhanh nha các bạn. Sau khi đánh game xong thì chúng ta sẽ đi qua bên bên trái. Đi qua bên trái hình như là lọt được vòng đây không ta? À. Này nói gì đây? Plan Packet. Plan Packet. Nó nói chúng ta phải có một chiếc huy hiệu Plan Packet thì nó mới cho đi qua. Chiếc huy hiệu thứ ba chúng ta mới qua được cái khu này. Rồi vậy là chỉ còn đường đi xuống thôi. Rồi chỗ này thì chắc là đi xuống được. Cho tao qua mày. À ở đây có rất là nhiều con hệ ở chiếc huy hiệu thứ hai hệ gì ta? Hivebat. Chiếc huy hiệu thứ hai hình như hệ cỏ các bạn ơi. Thì V là hệ ong đúng không? Ong nó hệ cỏ, mình có sử dụng điện được. Ê hệ 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 sao bọ có sử dụng điện được. Không sao. Nhưng mà nếu ở mình có hệ chim, mình có hệ fly nè, đánh được. Yên tâm.
con này chả biết lên chỉ số gì. Mình sợ nó lộn xộn chỉ số thôi. Thấy không, lộn xộn chỉ số liền. Con này là hệ độc các bạn. Mẹ mấy người này hát karaoke khó chịu phải lộn. Muốn hát karaoke thì ra tiệm hát. Rồi xong. Con dơi của mình có chiêu Confusion Ray. Chiêu này thì hình như là thôi mình không học luôn. Học thay chiêu gì? Chiêu Antonis hả? Ok ha. Đây có một con dơi Subat. Chích điện đó các bạn. Gặp dơi là mình phải chích điện liền để lấy chỉ số SP SPD. Để nó sẽ lên SPD cho mình. Chỉ số SPD càng cao thì khả năng các bạn đánh trước càng cao. Còn chuyện lên cấp thì từ từ tính. Ôi mẹ con nhỏ này không đánh à. Ôi đánh à. Nó có hệ tiên kìa các bạn ơi. Hệ tiên mình không nhớ là nó sợ hệ gì nữa. Hình như hệ tiên sợ hệ độc. Thôi kệ cứ đánh đi. Để lấy cấp. Đồ tăng SPD, SP Defendant à. Chết rồi. Con đó hệ tiên, giờ mình sẽ quất hệ độc vô người nó là xong. Mình không có hệ độc. Không có hệ độc thôi, chơi hệ chim cũng được. Rồi xong. À, đây có một ông già. Quýnh nhỏng không trời. Hình như dưới này cũng có này. Pokemon ở đây level 8 các bạn. Hình như nó tăng HP thì phải. Rồi xong. Đây là một con gấu Bắc Cực. Nó hệ thường các bạn. Hệ thường cho nên các bạn đánh hệ gì cũng được. Con gấu này nó đánh mạnh cực kỳ ha. Fury Sweep. Ngàn rưỡi kinh nghiệm luôn. Ghê vậy trời. Con này thì chết. Ê chết mẹ, chơi chiêu này. Chiêu này không được. Con này phải chiêu hút cụ cỏ. Là nó chết ngay. 947 kinh nghiệm. Ngon lành ha. Cái gì đây? Không cho lấy à. Cái chỗ này thì mình không sợ hết máu đâu các bạn. Coi nè. Đầy máu. Nhưng mà cho ít kinh nghiệm với ít tiền quá. Cho nên mình không thích. Đây gặp chuột phải đánh. Tại vì con chuột này nó có chỉ số. Nó sẽ tăng lên chỉ số SP, SPD của mình. Lại lục thùng rác coi có gì không? Không có gì hết. Đánh với hai thằng thủy thủ này coi. Shiler. Nó là hệ nước, mình sẽ sử dụng hệ chim.
máu thì nó sẽ thấm hơn á nhỉ, đúng các bạn, mình xài hút máu thì nó sẽ thấm hơn á. Ở chết mẹ rồi, không biết có cơ hội xài không. À, có cơ hội xài rồi, không thấm mấy. Nói đánh trước nữa chứ, hồi chết rồi, dơi cấp 15 mà chết. Giờ con này cấp 15 rồi, mình lấy con nước ra đánh đi, đi lên cấp, có cơ hội cho con nước lên cấp rồi. Mình sọt đánh hơn nửa cây máu các bạn, 2400 kinh nghiệm tuyệt vời. Con chim học được chiêu Ecute. Cái chiêu Win Attack này là hệ cái chiêu Win Attack là chim nhưng mà đam đam vật lý. Còn cái chiêu ấy là đam phép. Cái chiêu Ecute là đam phép. Nhiều khi các bạn đánh bạn bảo chán, tại vì sao? Bạn đánh bạn có được những cái con xịn xịn rồi, cái tự nhiên cái giờ cái cho các bạn luyện lại từ đầu, các bạn đi kiếm mấy con Pokemon nhỏ cấp nhỏ nhỏ các bạn luyện. Nó lâu lên mà nó cũng chán nữa các bạn. Đúng không? Cho nên mấy bạn đừng có bỏ cuộc. Các bạn cần phải luyện tiếp tục ở vùng này cho nó ngon lành cái đó. Rồi khúc sau các bạn đi qua các bạn đánh mấy vùng khác nó mới ngon. Mình sẽ sử dụng chiêu con này là hệ tiên thôi, xài chiêu Ecute đi. Ecute, ôi mẹ ơi, không thấm nhờ, chết mẹ rồi, không thấm rồi. Xài hút máu coi, nó có hơi nước không, nước hả? Ừ, hút được á, cũng hồi được miếng chứ. Hút cây nữa, ngon lành. Hình như còn một thằng, còn thằng cướp biển nữa, đánh luôn. Kiếm cấp mà các bạn, trong thời gian này phải kiếm cấp. Khi mà các bạn có nhiều, có cấp cao rồi á, các bạn tha hồ mà các bạn đánh. Chứ giờ mà các bạn lên cấp thấp quá, khúc mà đánh game các bạn khó chịu lắm. Giờ phải có chỉ số ngon và cấp cao. Con dơi sẽ chết chứ tay con kia, nhưng mà thôi, cho nó quýnh nhau đi. Dù sao thì cũng đánh nó được ít máu cho con kia hưởng. Rồi, con này chết rồi ha, lấy con nước ra hưởng. Con nước ra hưởng cấp. What the gun? Chết mẹ rồi, nó đấm. Đau vậy trưởng. Chết ngắt. 2100 kinh nghiệm luôn. Sao mình thấy con này cùi cùi sao quá. Mên sọt. Má mấy con nhỏ này hát dở quá. Hát buồn ngủ còn chết. Thank you.
sốc tê liệt luôn các bạn. Thunder shock, chết cho chết luôn. Ôi chết mẹ, nó đánh trước à. Nó hệ chim mà ta, nó hệ chim và hệ hệ nước thì bao ông chết chết chứ sao lại đánh không chết ta. Má con này sao đánh chết được trời. Trời ơi, nó có hút máu hút nước luôn trời. Trâu bò ghê thiệt. Con này học được chiêu slam rồi. Chiêu này chiêu thường thôi, mình sẽ học chiêu quá từ game. Rồi tiếp tục. Đừng bỏ cuộc nha các bạn. Cấp còn thấp cho nên các bạn cần phải đánh mấy con quái vật cho nó nhiều vô. Con cù này là mình tự tin sau này nó sẽ phát triển vượt bậc. Con cấp nhỏ này để luyện cấp thôi. Con dơi của mình cấp 20 đi. Ui, một chú chuột. Rồi vào trung tâm này hồi máu rồi đó. Biết vậy nãy vô trung tâm này hồi máu trước, khỏi phải chạy tới vậy luôn. Ở đây có một thằng Pokestop nhưng mà mình lấy không được. Tại vì Pokestop này phải cần 4 huy hiệu. 4 huy hiệu ở vùng mới các bạn, chứ không 4 huy hiệu vùng cũ. Con chim luôn. Nó hệ chim mình đâu có đánh được bằng hệ kia được. Má, nhiều khi mình nói má có mấy người hát karaoke các bạn. Hát dễ như cứt ấy, mà hay kiểu mà bật karaoke hát cho xóm làng nghe các bạn. Rồi cuối cùng hát mấy cái chỗ mình lên tông hát được gì mà không nhục nha. Không biết suy nghĩ gì. Mình hát dở người ta biết chứ. Cái gì xấu thì mình che đi. Tốt thì mình khoe. Hát dở mà cũng khoe. Chán. Không hiểu gì, hát cho người ta coi thường. Thường thường á thì thường mấy cái hang á thì các bạn đi vào hang thì thường các bạn nên sắm cho mình những cái con thuộc hệ cỏ hoặc là nước. Các bạn sử dụng chiêu đặt nước hoặc là chiêu chiêu Berso nè, offshore nè, offshore. Mình đọc sao các bạn đừng suy nghĩ. Nói chung là nó chiêu hút máu á để
các bạn có thể đi qua cho nhanh. Chứ mà các bạn xài mấy chiêu khác á, cái đam nó không cao mà nhiều khi các bạn bị giết quay trở lại nè. Mà con này cao bỏ gì? Con dơi này nó nhận được số kinh nghiệm cũng vừa thôi chứ không không nhiều mà cũng không ít nha các bạn. Con dơi này chưa tiến hóa thì nó nhận được số kinh nghiệm cũng được, không nhiều không ít. Con hệ tiên này mà chơi mấy chiêu hệ chim được, nó thấy nó mất máu ít quá. Chỉ có chiều hệ bóng tối thì chơi thấy ổn ổn thôi. Con hệ ma rất là sợ hệ bóng tối luôn các bạn. Rồi xong. Bắt một em Zeldin Zeldudea luôn nha các bạn. Để coi có study không. Study bắt làm gì? Đánh luôn. Ôi, có chim này. Cái chiêu mà mình hay đổi Pokemon đó là để cho nó tăng nhiều cái ấy hơn á, để tăng nhiều cái chỉ số hơn. Bạn có một con mà các bạn đổi con khác á, thì khi mà con địch chết á, thì các bạn sẽ tăng được hai con, tăng được chỉ số hai con dơi và con cừu. Mình đổi từ con dơi qua con cừu nhưng mà khi mà con ấy chết thì hai con đều tăng chỉ số hết. Vào hang thì thường thường sẽ có ba loại, một là con cua này nè, hai là con dơi, ba là con đá. Với con đá thì mình xài chiêu Upshore này để hút máu. Với con cua này thì mình xài chiêu Ecute. Còn với con dơi này thì chỉ có chiêu điện thôi. Nhưng mà không chơi chiêu điện được thì các bạn nên chơi chiêu Beat bóng tối. Chơi đỡ thôi, chứ sợ nó không mạnh. Con này cũng là hồ sao bọ nè. Cũng đánh lấy luôn. Nó đánh lại mình luôn. Rồi, con dơi mình tiến hóa luôn, không cho tiến hóa nha các bạn. Các bạn nhớ nha. Đừng quên à. Bạn hay bị quên đó mà. Nhắc cho các bạn nhớ là không nên tiến hóa bất kỳ đội Pokemon nào khi chưa lên cấp 100. Đánh hết nha các bạn, tất cả các con đều phải đánh hết. Luyện cấp thôi. Đây nè, con này là hệ siêu linh. Ô mẹ nó dùng teleport rồi. Không, quên. Con này mà dùng teleport đánh mẹ gì. 3.500 kinh nghiệm luôn. Con dơi này mà tiến hóa cấp 3 là thành con Autobot đó các bạn. Mạnh cực kỳ nha. Sweep bắn sao à. Thay chiêu Ecute đi, đánh có được đâu. Ôi, một con xe đất cấp 10. Bắt luôn các bạn, khỏi cần ấy luôn.
Con này lì ha. Này thì lì. Xong. Mình đã bắt được một con. Chỉ số attack của nó lên tới 31 lận các bạn. Trời ơi. Con này đấm thì bao đau. Rock hết à. Mẹ không phải study. Ủa gì trời. Mà chỉ số ngon mà lại có study chán quá nhỉ. Rồi stomp. Nữa lại róc hết nữa. Chỉ số ngon thiệt luôn. Nhưng mà lại là róc hết thì sao chơi? Phải là study thì mới chơi được. Róc hết chỉ có vứt thôi. Dơi của mình chết rồi. Còn món điện đánh đấm gì. Trời ơi, đấm mình lực 8 luôn kìa. Tha cho em. Hay quá. Nó có study. Phải tè rồi. Chưa chết. Ngon. Lên cấp. Đấm trước luôn trời. Nãy quên hồi máu à. Thôi, con này đánh biết nào mới chết. Đăng nhập lại thôi. Bỏ hai con này ra đi các bạn. Dù sao thì ở bên ấy mình cũng có một con đá cấp 83 rồi. Một con đá cấp 83 rồi. Giờ mình không luyện con đá nữa. Mà phải luyện con hệ khác. Con nước con đá mình có rồi. Giờ mình đang luyện con hệ điện này. Đánh với chim thì mình đổi thành cừu. Này thì hút máu này. Này thì hút máu này. Này thì hút máu này. Sợ tao chưa? Này thì hút máu này. Này thì hút máu này. Này thì hút máu này. Má cái tuổi của mình đó các bạn là sợ nhất mà ăn đám cưới đó các bạn. Tại các bạn biết sao không? Một lần mà các bạn tới tuổi của mình á sẽ có rất là nhiều người bạn thân đám cưới. Mà nó đám cưới là nó sẽ mời tỉ mẹ mà nó mời trong trong năm thôi không? Tiền không có mà nó mời sùm ba đĩa hết. Nhất là bạn 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 nữ các bạn. Nam thì cũng tùy thằng, có thằng có tiền thì nó cũng đám cưới, còn có thằng không có tiền nghèo như mình thì không có tiền cũng đâu đám cưới. Nhưng mà ý là những cái thằng mà những cái đứa mà
đám cưới nó sẽ mời các bạn đi rất là nhiều, không phải một một lần mà nhiều lần. Ở cái khu này thì mình khuyên các bạn nên bắt một con sâu nha các bạn. Ôi mẹ ơi, khu này không có sâu luôn. Tại vì nếu mà các bạn bắt một con sâu á, khúc sau các bạn sẽ làm dụ được. Còn giờ không bắt sâu không làm dụ đâu các bạn. Phải có một con sâu. Nó có men pool luôn cơ các bạn. Má con này có men pool luôn. Chỉ số speed của mình như bị thấp quá hay sao á. Mình thấy nó đúng rồi, có một mà. Hàng gì không được quấn trước. Mới có một con thôi nha. Con này là côn trùng bay các bạn, côn trùng và bay hệ sao bọ. Ôi mẹ ơi, nó không ăn à, nó phải ăn điện chứ. Rồi, nó phải ăn điện chứ. Sẽ chết. À, nó bị tê liệt cho nên nó chết, mình sống. Rồi, ăn kinh nghiệm thôi. Con cù điện là mình sẽ đầu tư vô nhiều. Tại vì con cù điện này sau này nó biến thành con rồng điện rồi. Ok. Con này trước đi, lát quay lại đánh con kia sau. Sao bỏ à? Má rõ ràng cụ của mình SPD của nó lên tới này luôn mà sẽ đánh được. Win the tech. Không phải báo người đánh trước. Mày tính làm trùm ở đây à? Poison fan ngon rồi các bạn ơi. Thay bằng chiêu sweep. Giờ mà con dơi của mình đã có được, thứ nhất là chiêu hệ fly, thứ hai là chiêu hệ cỏ, thứ ba là chiêu hệ poison và cuối cùng là chiêu hệ bóng tối. Con dơi của mình đa hệ rồi các bạn. Ngon lành ha. Dơi đa hệ. Không có cái super repeat. Trước rồi mới tăng cấp sao thì phải, thì lúc đó chỉ số nó mới đẹp.
hồi đầu mình thăng defense lên không nè, giờ lên chỉ số defense anh cũng lên cao quá trời. Phía trên trần là trần tường nha, phòng kính trần tường thì mới xài được, mới xài mới lạnh, mới cảm giác nó mát, còn mà mới đỡ tốn tiền chứ không phải là gì. Còn mà các bạn mà xài trần thường á, trần bình thường nha, đó mà các bạn lại các bạn cái trần mà to nha, nhiệt độ đã nóng rồi, khi mà các bạn lắp máy lạnh vô á, cái nhiệt độ lạnh á nó sẽ lên bớt một mớ, thứ nhất là tốn tiền, thứ hai là tôn có khả năng bị nhiệt nóng lạnh á, nó sẽ sập và nó sẽ mọc lủng, hư máy, hư này hư kia. Và các bạn cũng thấy nhiệt độ cao, tại vì nhiệt độ thay đổi đột ngột quá, lúc nóng lúc lạnh, cảm giác mình không đủ tiền thì đừng say, đừng có làm quá, cứ để dành tiền. Luyện cho con bướm lên cấp 12 thì mới được, đó là quy định các bạn. Ở đây thì mình vô trung tâm cái đó tính sao. Đi luyện cấp thôi chứ chưa quy định gì đâu, chưa bắt con nào thấy chỉ số ngon lắm. Rồi ở dưới hàng thì các bạn đánh với rocket nó hơi bị nhiều luôn. Mình đang cố luyện cho con nước của mình có một vài chiêu khác hệ. Ví dụ giờ nó chỉ có chiêu hệ nước về thường thôi, với lại chiêu hệ đá hệ đất, nhưng mà chiêu hệ đất của nó bị đang thấp quá, chiêu nước thì mình có thể lấy sớt được. Rồi nó quýnh mình chết rồi. Nó cấp 18 rồi. Mình sẽ xài tới tại bóng tối. Thank you.
con màu hồng là phải có cái đít giờ hiện tại nó cũng nốt thấp bên đó các bạn, không phải nó không cho nhưng mà hiện tại nó đang bị lỗi phần nó vẫn chưa cho, cho nên một số bạn cài cái đít thì khó. Nhưng mà mấy bạn mới quýnh hết vùng đầu thì các bạn đừng nghĩ đến cách kiếm tiền, các bạn phải quýnh hết toàn bộ thì các bạn mới hãy suy nghĩ cách này cách kia. Bạn mới quýnh được vùng đầu rồi bắt đầu suy nghĩ cách này kiếm tiền, cách kia kiếm tiền là sai. Các bạn quýnh hết 4 vùng đi, sau đó các bạn sẽ tìm cách kiếm tiền sẽ ăn ngon hơn. Con dơ học được chim minh lóc mà thôi không cần hồng tiếng hoa, hồng tiếng hoa luôn. Ok thì chắc clip của mình tới đây tạm dừng ha mấy bạn. Nếu mấy bạn thích thì nhớ nhấn like, subscribe, đăng ký kênh cho mình nha. Chào tạm biệt các bạn.